Xin chào anh em, hôm nay giới thiệu với anh em đây là loại lá gió của 631 đời mới nha, và 634 luôn, tiệp 9 kg với 12 kg. Thì cái này là hàng xịn nè, nhập xịn nha. Thì chất liệu cao su nó so với hàng nhập xịn đời cũ nó như thế nào? Thì xịn đời mới bây giờ nó cải tiến á, là nó cao su nó làm hai lớp, lớp trong bằng cao su tốt, ở ngoài là một lớp chống dính nha. Anh em thấy nó có độ bóng nè, em anh đưa ra mặt trời thấy nó có độ bóng nè, bóng láng nè, vô nhớt rất là trơn đó. Còn cái hàng chợ nè, này là gió chợ nè nha, anh thấy hàng chợ Việt Nam làm nè, nhìn nó đen nhưng mà nó có độ nhám, nó rất là mềm, thấy không? Hàng chợ nè, thì anh em mua về xài 5 ngày, thằng loại này anh em xài 5 ngày là hư thôi. Anh em bỏ cái ống là vài bữa nó sẽ tròn cái ống luôn, nó teo ra cái ống luôn, không có độ bung nha. Còn cái hàng nhập xịn nè, xịn này anh em bóp vô độ cứng, bóp vô rất là khó khăn, rất là nặng. Thứ hai là người ta phủ một lớp chống dính nha. Đó thì cái bao bì nè, nó nằm trong cái bao bì đó, nhưng mà cái bao bì nó không quan trọng, quan trọng chất liệu cái dao, lá gió mình nó ra làm sao. Thì cái hàng này thì mình mua về thì mình có ngâm trong cái ống này, tự ngâm ống này, thông thường mình ngâm cái lá gió nội nè, ngâm trong chừng 2 tiếng đồng hồ nó sẽ teo cái ống luôn, nó nhẹ đút vô nặng nhưng mà vài ngày nó sẽ nhẹ hửng lên, nó teo lại. Còn cái hàng này mình ngâm 1 tháng trời nè nha, anh em này rút ra nó vẫn độ con, nghe không? Đó, thằng này cái quả thép nè, 631 đời mới nè nè, mình bỏ vô mình ngâm cái ống này 25 ly nè, bỏ vô nè, mình ngâm đó, mình ngâm bỏ vô mình ngâm. Thông thường cái lá gió nội mình bỏ vô mình ngâm là nó sẽ teo luôn, nó tròn theo đẩy ra nó lỏng lét à. Còn này anh ngâm 1 tháng trời nhưng mà nó độ cứng nha, độ hít đẩy ra vô rất là khó khăn đó. Thì mình ngâm mình đẩy ra nó không có teo tròn theo, độ cong vẫn còn giữ nguyên, nó không có teo tròn theo cái đường ống này nha, chứng tỏ cao su rất là tốt đó. Thì anh em xài cái này nó bền hơn nha, cái Hà Nội nó dở hơn đó, anh em lưu ý cái vấn đề đó. Thì nó chỉ hơn nhau chất liệu cao su thôi, cao su hàng xịn người ta làm khác cao su Hà Nội. Thì nhiều anh em mua 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 nhiều shop về xài 5 ngày là hư, anh em nói cao su nó dở, đúng rồi, mua nó Hà Nội, còn hàng xịn nó khác nha, xịn chất liệu nó khác. Đời mới sau này người ta là cải tiến là thêm một lớp chống dính nữa, em nhìn cái lá gió nó bóng nè, thấy không, nó không có đen nhám, vô nó ma sát cái ống á nha, nó khó hư cao su hơn đó. Mình nôm na ví dụ như anh em là sạc lục giác nè, người ta phủ lớp niken nha, rơm niken là tăng độ cứng của cái cây này, nếu mà lớp này chóc rồi lục giác nó sẽ gãy, nó mềm nó gãy đó, nó nôm na nó vậy. Thì cái lá gió này cũng như vậy thôi nè, cải tiến đời mới sau này 2023 nha. Còn đời xưa đời cũ thì nó không có, đời mới này người ta làm để cải tiến lên nè nha. Rồi anh em cần alo số điện thoại này mình tư vấn cho nha.